Xuân Quỳnh và anh Trung Nguyễn gửi lời chào đến quý khách hàng của công ty Syntronic. Quý khách hàng thân mến, nhân dịp lễ 25 năm kỷ niệm công ty Syntronic thì hiện tại công ty có rất là nhiều những cái dàn máy đang promotion đặc biệt. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái dàn đang promotion rất là đặc biệt. Và chắc là anh Trung Nguyễn gửi lời chào đến quý vị khách hàng cũng như là chia sẻ cái dàn karaoke đặc biệt ngày hôm nay nhé. Dạ, Trung Nguyễn xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Trung Nguyễn xin giới thiệu với quý khách hàng một dàn máy on sale. Đây là dàn máy 7.000W. Dàn máy này giá thường á là 4.000 đồng. Hôm nay on sale chỉ có 2.699 đồng mà thôi. Trong dàn máy này thì có là 3 món chánh. Cái đầu lọc âm ly 7.000W, model là KSB 7000. Cái này là 3 trong 1. 3 trong 1 ý nghĩa là gì? 3 trong 1 có nghĩa là mixer, âm ly và microphone. Thì cái này nó chế 3 trong 1 rất là tiện lợi cho mình xài. Thì mình không có cần những dàn máy cũ mình phải gắm từ mixer, từ âm ly, từ microphone mình ráp vào. Cái này nó chế thành một miếng. Thì mình không có cần phải cắm nhiều dây, chỉ là symbol như vậy thôi. Có hai cái microphone màu vàng, hai cái microphone này là chống hú. Mình hát mình đứng gần cũng hú luôn. Chút nữa Trung Nguyễn sẽ show cho mấy cái thằng thấy. Rồi gồm trong đó thì có thêm một cặp lo. Cặp lo là cặp lo xương của Trung Nguyễn đây. Đây cặp lo xương mình thấy. Cặp lo này cũng là cặp lo rất là đặc biệt. Cái woofer của nó, khi mình nói về lo đặc biệt hay như thế nào đó thì mình sẽ nói về cái phụ tùng của cái lo. Cái lo nó, cái woofer của nó là 15 inch, rất là bự, tiếng bass nó ra rất là ấm. Và cái compressor là tiếng chép ra rất là hay. Thì gồm dàn máy này gồm có là một cặp lo, một cặp microphone không dây và một cái đầu lọc âm ly 3 trong 1 này. Giá đặc biệt on sale là 2.699 đồng mà thôi. Dạ, hồi xưa thì Xuân Quỳnh thấy là mình hay cần những cái đầu karaoke chứa bài hát để hát. Thế thì trong cái dàn karaoke này thì Xuân Quỳnh không có thấy cái đầu karaoke chứa bài hát gì, mình lấy nhạc từ đâu thưa anh? Dạ, câu hỏi Xuân Quỳnh rất là hay. Hiện nay thì xưa đó thì rất là nhiều khách hàng phải mua đầu dĩa hát này kia. Hiện nay bây giờ là technology rất là nhanh rồi, YouTube bỏ hết tất cả nhạc trên đó rồi, bản gì cũng có hết. Thì cái dàn máy này đó mình connect thẳng vào TV để hát YouTube giống như đang show bây giờ. YouTube thì tất cả nhạc đều có, muốn kiếp bororo, techno, cái nhạc gì cũng có hết, nguyên một cái kho tàng nhạc ở trên đó. Đặc biệt hơn nữa là cái đầu âm ly này là âm ly mới. Thì mình, những cái đầu âm ly cũ mà khách hàng có đó phải cắm dây rồi còn convert được lâm hết. Cái này nó có chế sẵn trong đây, HDMI và optical. Chỉ cần cắm thẳng đường dây từ cái TV xuống trong cái đầu âm ly này là quý khách hàng có thể tận hưởng được một dàn máy karaoke tuyệt hảo. Dạ vâng, có nghĩa là mình không cần sử dụng những cái đầu karaoke chứa bài hát nữa mà mình có thể lấy nhạc trực tiếp từ YouTube luôn. Qua những cái chức năng kết nối như là anh có chia sẻ là optical nè, chức năng HDMI 2 chiều, ARC hoặc là chức năng Bluetooth em có thấy ở trên cái âm ly này đây. Thì khi mà mình sử dụng Bluetooth đó, thì mình không cần xài dây phải không anh? Dạ đúng, xin thưa đúng vậy ạ. Chức năng Bluetooth thì mình không cần dây, mình có thể bắn từ ở trên TV xuống hoặc là từ cái điện thoại mình đi qua. Rồi những chức năng giống như là optical TV cắm xuống thì tùy theo mình xài. Đây là đa dạng rất là nhiều chức năng. Bluetooth, optical, rồi những cái hệ thống giống như ngày xưa mình xài dây đỏ tráng RCA đó đều có trong đây hết. Em thấy cái dàn âm ly này là quá gọn, rất là dễ sử dụng. Em nhìn vô là em chấm liền đó. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi anh Trung Nguyễn là mình chỉnh như thế nào? Tại vì mình hồi xưa những cái âm ly là có nhiều nút chỉnh nè. Cái dàn này mình chỉ bật lên mình hát thôi, nhưng mà trường hợp mình muốn chỉnh thì sao? Xin thưa, đây là một trong những cái âm ly rất là dễ dàng, dễ sử dụng để hát mà âm thanh rất là tuyệt hảo. Với nhiều khách hàng là nói là tôi phải chỉnh cắm dây tùm lum, cái này không cần chỉnh cũng không cần cắm dây, cái máy này tự động. Mình chỉ cần bấm on lên, mình muốn chỉnh cái tiếng microphone lớn thì mình tiếng lớn, tiếng nhạc lớn hay nhỏ tùy theo ý của mình và tiếng vang. Thì tiếng vang effect này là nó hỗ trợ tiếng karaoke mình hát cho nó hay, thì mình chỉ cần ba cái đó thôi. Bấm lớn nhỏ là sử dụng thôi, chứ không có cần phải chỉnh để khi hết, cái máy này nó tự động hết rồi. Dạ, tuy nhiên mình chỉnh vẫn được phải không anh? Dạ đúng rồi, cái này cứ như nhiều khách hàng muốn chỉnh giống như những cái đầu máy analog đó, mình dẫn vô đây mình chỉnh được. Khi mình chỉnh xong, đặc biệt hơn là nó tự động nó nhớ lại, nó save lại cho mình luôn, nên mình không có cần phải sợ mắc. Khi mình chỉnh rồi hay là mình chỉnh mình ai thí dụ mình tới mình hát rồi nhắn tùm lum tùm la nó chạy đi, mình tắt mình mở lại nó sẽ bị xét lại từ đầu, nên mình không có cần phải sợ vấn đề chỉnh nữa. Dạ, phải nói là âm ly này rất là thông minh phải không? Mình không có cần phải chỉnh mỗi lần hát là mỗi lần chỉnh. Đặc biệt là khi mà party đó là bạn bè đến, người này chỉnh cái này, người kia chỉnh cái kia. Thì đôi khi Xuân Quỳnh thấy cũng có nhiều khách hàng thắc mắc là ồ sao nghe ở tiệm rất là hay mà đem về nhà hát không hay. Tại đôi khi mình chỉnh không có đúng
Với cái Amly này nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó, là tại vì nó chỉnh sẵn rồi. Hoặc là nó có nhớ lại cái phần setting mà hồi trước mình chỉnh. Mình cứ cần on off là mình sẽ quay trở lại về cái phần setting hồi trước, không có cần phải lo mỗi lần xài là mỗi lần chỉnh. Dạ xin thưa, đúng vậy ạ. Trung Nguyễn, thí dụ như những cái Amly mà mình xài nút chỉnh á, thì khi một người nào đó người ta chặn nút hết rồi thì mình hát sao nó dở quá, kỳ quá, rồi mình tắt mình lên cũng y chang vậy. Cái Amly này không sợ cái đó. Amly này thí dụ bây giờ mình chỉnh xong, cái máy khi mình mua về đó, hãng factory nó đã chỉnh đâu đó cho mình y chang như vậy rồi, đã chuẩn hay rồi. Tuy nhiên mình có thể thay đổi theo ý của mình. Một khi mình thay đổi rồi đó, cái máy này nó sẽ nhớ lại khi mà mình hát, rồi lỡ khi có ai tới nhắn cái gì đâu đó, mình không có sợ gì hết. Tắt, mở là nó reset lại giống như original cái âm thanh hay y chang lúc đầu. Và bây giờ thì Xuân Quỳnh có câu hỏi thêm là ở đây Xuân Quỳnh thấy là một cái cặp microphone không dây. Rất là thắc mắc muốn hỏi anh, tại sao mình hát microphone không dây anh mà không phải là có dây? Em nghe nói là microphone có dây hay hơn không dây chứ. Dạ cũng xin thưa Xuân Quỳnh và quý khách hàng, câu hỏi này cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi cho Nguyễn câu này. Khi mình khách hàng cứ nghĩ là cái dây á, mình cắm thẳng vô á, thì nó mạnh. Nhưng mà thật sự ra thì không đúng như vậy. Cái dây mình cắm vô á, nó không có xài điện. Mấy cái mic không dây này á, nó xài điện, nó đi bằng frequency làn sóng, nó bắn rất là mạnh. Nên nếu mà trả lời thật câu hỏi đó là microphone không dây lúc nào cũng mạnh hơn cái microphone có dây. Nên that's why cái microphone không dây lúc nào nó cũng mắc tiền là như vậy đó. Thì khi khách hàng nói ủa sao cái microphone có dây hát hay mà sao rẻ vậy, cái microphone không dây mới là hay. Tại nó xài điện nên nó bắn sức nồng rất là mạnh mà hát rất là dễ nữa. Đồng thời Trung Nguyễn cũng nhắc tới là cái microphone này tại sao nó đặc biệt luôn. Cái microphone này nó chế trong cái đầu máy này á, nó có chức năng chống hú rất là cao. Khi mà mình hát á, thường thường karaoke mình hát mình hay sợ những chức năng nó bị hú này kia rồi khó hát bực mình. Cái microphone này nó không hú. Thí dụ như Trung Nguyễn có thể đứng đây, Trung Nguyễn cầm đây. One, two. Khi mình thấy tiếng microphone ok, mình nói nó rất là rõ, vang rất là ok. Thật nhiên nó thấy là tiếng nhạc nữa. Với một cái đặc biệt hơn nữa, khi mà mình lựa chọn cái microphone, microphone thì tại sao có cái mắc tiền có cái rẻ tiền. Cái này nó mắc tiền là lý do những cái microphone khách hàng mua đó, phải nhớ là cái microphone nó phải làm bằng sắt chứ không phải là bằng mũ. Tại khi mình làm bằng mũ á, chất lượng nó yếu, cái bo trong nó dễ bị bể lắm. Và thứ hai nữa đó, cái frequency của cái microphone này nó cao, frequency này frequency 9000. Khi mình hát nó không có bị interfere với những cái frequency khác. Sản phẩm Syntronic karaoke microphone là cái nào cũng 9000 hết. Những cái sản phẩm khi khách hàng mua tại sao cái microphone này qua kia, hãy coi là frequency của nó, cái body của nó làm bằng gì, bằng sắt chứ không phải là bằng mũ. Frequency 9000 trở lên hát chống hút mới là cái microphone tốt. Quý khách hàng cũng thấy đó, là Trung Nguyễn có thử tiếng microphone nghe rất là rõ ràng, chép này kia rất ok, và tiếng nhạc cũng vậy, bass đầy đủ, chép rất là bén. Yeah. Dạ vâng, và cái sản phẩm mà một cái nữa là Xuân Quỳnh rất là thắc mắc là đây cặp loa này là thấy là nó bự hơn bình thường rồi đó. Thì như hồi nãy anh có chia sẻ là 15 inch woofer, thì cái woofer mà bự nó đóng vai trò như thế nào trong một cái dàn karaoke anh? Dạ xin thưa, cái thường thường thì dàn máy karaoke của mình thì nãy Trung Nguyễn có chia, Xuân Quỳnh có nói là về Amply. Bây giờ qua phần lo, thì lo đó, khi một cái lo nó bự, âm thanh nó khác nhau thế nào? Những cái lo mà nó chế giống như là 8 inch, 10 inch, 12 inch là cái lo nằm ở dưới đây, lo dưới woofer đây, thì cái tiếng bass nó không có mạnh bằng cái tiếng bass của 15 inch. Thì 15 inch khi mà tiếng nhạc đánh ra, tiếng bass nó rất là ấm mà rất là mạnh. Ok, khi mà mình hát karaoke hay nghe nhạc kiểu như vậy, nó cũng phải có tiếng bass chát chát bùm đó, nó mới hay. Thì tiếng bass nó mạnh, nó ấm. Rồi cái phần hơn nữa là cái lo này đặc biệt hơn nữa là 15 inch, nó có thêm. Ngày xưa thì người ta xài là lo trap, lo trap lúc nào thấy lo trap thường, bây giờ nó xài là compressor. Compressor là high end nhất trên cái lo chép hiện nay. Cái tiếng mà tiếng chát á, nó ra rất là rõ và rất là bén. Nên khi cái lo này đặc biệt khác những lo thường là tiếng bass rất là ẩm mạnh và tiếng chép rất là bén. Còn hơn nữa là những cái lo với cái thằng thấy đó, những cái lo thùng bass á, nó làm bằng những cái gỗ thường, gỗ ép, hay là nó làm bằng những bằng mũ. Nhưng mà cái lo này á, nó chế bằng gỗ nên tiếng rất là ấm, fiber, nên tiếng ra nó làm cái thùng, cái âm thanh rất là ấm. Hơn, đặc biệt hơn khi cái lo mà mình xài, những cái lo mình thấy tại sao mà nó bền hay hơn nữa là quý khách hàng thấy trên đây. Lo này nó làm cái mặt trước đó là nó làm bằng sắt, grill, nên nhiều khi nó không phải dễ chày ha bể. Dạ,
Phải nói là nhìn cái loa này em cảm thấy là rất là chắc chắn luôn á. Thành ra nhìn là mình cảm nhận được cái độ chuyên nghiệp, professional của cái cặp loa này. Thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ trong những video trước đây là khi mà mình mua dàn karaoke thì công ty Syntronic sẽ có cái những cái sản phẩm đi kèm, tặng kèm. Ví dụ như là chân loa, dây loa, optical, phải không anh? Dạ xin thưa đúng vậy. Hồi nãy chú Nguyễn có nói là một dàn máy karaoke hoàn hảo thì mình có 3 món. Khi mình hát tất nhiên phải có microphone rồi. Thứ hai thì muốn nghe tiếng là phải có lo là món thứ hai. Thì microphone, lo và phải có cái đầu lọc âm ly để nó giúp mình cái tiếng nó hỗ trợ cho mình, giống như effect nó hỗ trợ cho mình ca hát, điều chỉnh trong đó. Là ba phụ tùng chánh đó là giá đặc biệt on sale là 2.699 đồng mà thôi. Giá thường nó là đến 4.000 đồng. Ok, đồng thời khi mình mua cái dàn máy này đó, mình được tặng những phụ tùng như là chân lo, mình một cặp chân lo, dây lo cắm vào và dây optical từ tư vi xuống. Đặc biệt thêm nữa là một cái đèn chớp tắt, mình để cái đèn chớp tắt cho nó nhìn cho nó đẹp, cho nó có thêm ấy rồi cho nó vui. Thì quý khách hàng mua là đầy đủ hết đồ, có nghĩa là cái giá này trả là 2.699 đồng là có tất cả hết, không cần phải đi mua thêm cái gì nữa hết, là mình có thể store karaoke right away. Dạ vâng, anh có thể chia sẻ thêm về cái chế độ warranty bên mình như thế nào? Dạ, đây là công ty Syntronic, đây là hãng direct, không có phải mua đi bán lại, nên tất cả sản phẩm ở đây đều là 1 năm warranty. Bất cứ bị problem gì trong 1 năm, tiệm sẽ giúp khách hàng một là đổi cái mới, còn hai là sửa, còn nếu sửa không được đổi luôn cái mới. Free shipping, nếu mà khách hàng ở phương xa muốn order gọi cho Trung Nguyễn, gửi qua free shipping mà không cần phải trả thuế. Anh có nói là free shipping nè, không có thuế cho khách xuyên bang. Thế còn những khách hàng ở Canada thì sao anh? Công ty Syntronic cũng free shipping qua những khách hàng ở Canada luôn. Free shipping và không thuế. Rồi có chương trình nếu mà khách hàng muốn thanh toán mà trả hàng tháng cũng có. Công ty Syntronic có chương trình 18 tháng, không tiền đau, không tiền lời. Khách hàng có thể mua về nhà xài rồi từ từ trả hàng tháng lại. Một câu hỏi cuối cùng là với cái sản phẩm này nè, anh có nói là nó đang promotion đặc biệt. Vậy thì cái promotion này kéo dài bao lâu anh? Dạ promotion này là có tới hạn mà thôi. Tại vì sản phẩm trong đây là đang on sale. Thì trong hiện tại trong tay của Trung Nguyễn chỉ còn có 7 dàn nữa mà thôi. Quý khách hàng hãy nhanh tay để lấy cái dàn máy system này. Giá thường của nó là 4.000 mà on sale chỉ có 2.699 đồng mà thôi. Một cái đặc biệt hơn nữa đó, khi mà khách hàng chỉ mua một cái đầu âm ly đó lại là giá khác. Mua cái lo nó là giá khác. Đây cái âm ly này chỉ giá nó là 2.100. Cái cặp lo này chỉ giá nó là 1.900. Khi mà khách hàng mua riêng ra là phải trả đến 4.000 đồng. Mà trong khi đó công ty Syntronic đã on sale đặc biệt hết luôn, chỉ có 2.699 đồng mà thôi. Mà được tặng thêm chân lo, dây lo, đèn hết tất cả. Mà hơn nữa là free shipping, không thuế. Dạ đúng rồi, thật là tuyệt vời. Và cái điều mà Xuân Quỳnh rất là thích ở cái dàn karaoke này, thú thật với anh Trung Nguyễn đó là cái chức năng là chống hú nè. Và cũng kèm theo đó là mình không có cần phải chỉnh. Tại vì chỉnh là thú thật là đâu có phải ai cũng biết chỉnh đâu. Mình mua karaoke về mình chỉ muốn là làm sao đó hát, chứ không phải là ai cũng là người professional biết chỉnh. Và đôi khi chỉnh mà mình không biết chỉnh đó, thì dàn hay cách máy nó cũng dở. Rất là đặc biệt, không cần phải chỉnh, bật lên là hát thôi. Mà đặc biệt hơn nữa là mình hát mình không có sợ bị hú. Rồi rất là nhiều khách hàng cứ xài cái dàn máy nó hú bực mình quá, cái máy này không cần phải hú, bảo đảm gian thì là không hú. Tiếng hát rất là rõ, rất là rõ. Hồi nãy chú Nguyễn có nói là bass 15 inch compressor nên rất là bén và rất là rõ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã cùng với anh Trung Nguyễn và Xuân Quỳnh theo dõi phần giới thiệu sản phẩm mới ngày hôm nay. Như đã chia sẻ thì promotion đặc biệt cho dàn karaoke này đó chỉ là 2.699 đồng mà thôi. Nếu quý vị xuyên bang có thể là lên website của công ty Syntronic ở website là syntronic.com, cũng như gọi điện thoại cho chúng tôi qua số phone là 714-719-2474 với 1 năm bảo hành, không tính thuế cho khách hàng xuyên bang, cũng như là ở khách hàng nào mà ở gần đây đó thì chúng tôi còn có chương trình đó là free setup. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng. Dạ xin chào.